Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất. Một, La Mã, hóa thạch và vai trò của các hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới. Một, hóa thạch là gì? Hóa thạch là di tích của các sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ trái đất. Di tích của sinh vật để lại có thể dưới dạng các bộ xương, những dấu vết của sinh vật để lại trên đá như vết chân, hình dáng, vân vân. Xác các sinh vật được bảo quản gần như nguyên vẹn trong các lớp hổ phách hoặc trong các lớp băng, vân vân. 2. Vai trò của các hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới. Các bằng chứng tiến hóa mà chúng ta đã học trong bài 24 chỉ là những bằng chứng gián tiếp cho ta thấy mối quan hệ tiến hóa giữa các loài sinh vật. Hóa thạch cung cấp cho chúng ta những bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới. Các nhà khoa học có thể xác định được tuổi của các hóa thạch và qua đó chúng ta biết được loài nào đã xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau cũng như mối quan hệ họ hàng giữa các loài. Tuổi của hóa thạch có thể xác định được nhờ phân tích các đồng vị phóng xạ có trong hóa thạch hoặc đồng vị phóng xạ có trong các lớp đất đá chứa hóa thạch. Carbon 14 có thời gian bán rã khoảng 5.730 năm. Vì vậy, phân tích hàm lượng carbon 14 trong hóa thạch, người ta có thể xác định được tuổi của hóa thạch lên tới 75.000 năm. Nếu phân tích urani 238 với thời gian bán rã khoảng 4,5 tỷ năm, thì chúng ta có thể xác định được tuổi của các lớp đất đá cùng với hóa thạch có độ tuổi hàng trăm triệu năm, thậm chí hàng tỷ năm. Hai, La Mã, lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất. 1. Hiện tượng trôi dạt lục địa. Lớp vỏ của trái đất không phải là một khối thống nhất mà được chia thành những vùng riêng biệt được gọi là các phiến kiến tạo. Các phiến kiến tạo liên tục di chuyển do lớp dung nhan nóng chảy bên dưới chuyển động. Hiện tượng di chuyển của các lục địa như vậy được gọi là hiện tượng trôi dạt lục địa. Cách đây khoảng 250 triệu năm, toàn bộ lục địa còn được liên kết với nhau thành một siêu lục địa duy nhất được gọi là Pangaea. Sau đó, cách đây khoảng 180 triệu năm, siêu lục địa Pangaea lại bắt đầu tách ra thành hai lục địa Bắc Laurasia và lục địa Nam Gondwana. Về sau, các lục địa này liên tiếp tách ra rồi lại nhập vào và cuối cùng tiếp tục phân tách thành các lục địa như hiện nay. Các nhà khoa học cho rằng tiểu lục địa Ấn Độ cách đây khoảng 10 triệu năm đã sáp nhập với lục địa Âu Á, làm xuất hiện dãy núi Himalaya. Hiện nay, các lục địa vẫn đang trôi dạt. Ví dụ, lục địa Bắc Mỹ đang tách ra khỏi lục địa Âu Á với tốc độ 2 cm mỗi năm. Những biến đổi về kiến tạo của vỏ trái đất như quá trình tạo núi, trôi dạt lục địa dẫn đến làm thay đổi rất mạnh điều kiện khí hậu của trái đất. Do vậy, có thể dẫn đến những đợt đại tuyệt chủng hàng loạt các loài và sau đó là thời điểm bùng nổ sự phát sinh các loài mới. 2. Sinh vật trong các đại địa chất. Trái đất liên tục biến đổi trong quá trình hình thành và tồn tại của nó, làm cho bộ mặt của sinh giới cũng liên tục biến đổi theo. Các nhà địa chất học chia lịch sử của trái đất thành các giai đoạn chính, được gọi là các đại địa chất. Đó là Đại Thái Cổ, Đại Nguyên Sinh, Đại Cổ Sinh, Đại Trung Sinh và Đại Tân Sinh. Các đại địa chất lại được chia nhỏ thành các kỷ. Ranh giới giữa các đại hoặc các kỷ thường là giai đoạn có những biến đổi địa chất của trái đất làm cho sinh vật bị tuyệt chủng hàng loạt và sau đó là bắt đầu một giai đoạn tiến hóa mới của những sinh vật sống sót. Các đại thường có những đặc điểm riêng về sự phát triển của sinh giới. Ví dụ, đại trung sinh đôi khi còn được gọi là kỷ nguyên của bò sát vì vào thời kỳ này có rất nhiều loài bò sát phát triển. Trong đó có các bò sát khổng lồ như khủng long. Bảng 33 cho thấy thời gian tồn tại của các đại địa chất với các đặc điểm về khí hậu cùng các sự kiện chính trong lịch sử tiến hóa của sự sống. Các lục địa trên trái đất luôn luôn di chuyển tách nhau ra rồi sáp nhập lại, làm khí hậu của trái đất biến đổi theo
nên sự tiến hóa của sinh vật cũng biến đổi. Ví dụ, cách đây khoảng 250 triệu năm, tất cả các phiến kiến tạo liên kết với nhau thành một siêu lục địa duy nhất trên trái đất. Điều này dẫn đến khí hậu của trái đất bị biến đổi mạnh. Mực nước biển rút xuống, khí hậu ở trung tâm siêu lục địa trở nên khô hạn hơn, nên hàng loạt các loài sinh vật bị tuyệt chủng. Sau đó, vào thời kỳ đại tân sinh, cách đây khoảng 1,8 triệu năm, các lục địa lại tách nhau ra, nên khí hậu thay đổi mạnh, làm cho sinh giới tiến hóa thích nghi với điều kiện sống mới. Sự trôi dạt của các lục địa có thể gây ra những trận động đất, sóng thần, núi lửa, phun trào, cũng như hình thành các ngọn núi trên đất liền hay các đảo đại dương ở khu vực giáp danh các phiến kiến tạo. Bảng 33. Các đại địa chất và sinh vật tương ứng. Các em kẻ bảng gồm có 5 cột, 8 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, đại, cột 2, kỷ, cột 3, tuổi, mở ngoặc, triệu năm cách đây, đóng ngoặc. Cột 4, đặc điểm địa chất, khí hậu, cột 5, sinh vật điển hình. Hàng thứ 2, cột 1, tân sinh, cột 2, 3, 4, 5, các em chia đôi thành hai hàng. Hàng trên, đệ tứ, ở cột 2, ở dưới, đệ tam, cột 3, hàng trên, 1,8, hàng dưới, 65, cột 4, hàng trên, băng hà, khí hậu lạnh, khô, cột dưới, các lục địa gần giống hiện nay, khí hậu đầu thế kỷ, ấm áp, cuối kỷ, lạnh. Cột 5, hàng trên, xuất hiện loài người, hàng dưới, phát sinh các nhóm linh trưởng, cây có hoa ngự trị, phân hóa các lớp thú, chim, côn trùng. Hàng thứ 3, cột 1, trung sinh. Cột 2, 3, 4, 5, các em chia thành 3 hàng nữa. Cột 2, hàng thứ nhất, Creta, mở ngoặc, phấn trắng. Hàng thứ 2, Jura. Hàng thứ 3, Triad, mở ngoặc, tam điệp, đóng ngoặc. Cột 3, hàng thứ nhất, 145. Hàng thứ 2, 200. Hàng thứ 3, 250. Cột 4, hàng thứ nhất, các lục địa Bắc liên kết với nhau, biển thu hẹp, khí hậu khô. Hàng thứ 2, hình thành hai lục địa Bắc và Nam, biển tiến vào lục địa, khí hậu ấm áp. Hàng thứ 3, lục địa chiếm ưu thế, khí hậu khô. Cột 5, hàng thứ nhất, xuất hiện thực vật có hoa, tiến hóa động vật có vú. Cuối kỷ, tuyệt diệt nhiều sinh vật kể cả bò sát cổ. Hàng thứ 2, cây hạt trần ngự trị, bò sát cổ ngự trị, phân hóa chim. Hàng thứ 3, cây hạt trần ngự trị, phân hóa bò sát cổ, cá xương phát triển, phát sinh thú và chim. Hàng thứ 4, cột 1, cổ sinh. Cột 2, 3, 4, 5, các em kẻ thành 5 hàng. Cột 2, hàng thứ nhất, Pecmi. Hàng thứ 2, Carbon, mở ngoặc, than đá, đóng ngoặc. Hàng thứ 3, Devon. Hàng thứ 4, Silur. Hàng thứ 5, Ordovic. Cột 3, hàng thứ nhất, 300. Hàng thứ 2, 360. Hàng thứ 3, 416. Hàng thứ 4, 444. Hàng thứ 5, 488. Cột 4, hàng thứ nhất, các lục địa liên kết với nhau, băng hà, khí hậu khô, lạnh. Hàng thứ 2, đầu kỷ ấm và nóng, về sau trở nên lạnh và khô. Hàng thứ 3, khí hậu lục địa khô hanh, ven biển ẩm ướt, hình thành sa mạc. Hàng thứ 4, hình thành lục địa, mực nước biển dâng cao, khí hậu nóng và ẩm. Hàng thứ 5, di chuyển lục địa, băng hà, mực nước biển giảm, khí hậu khô. Cột 5, hàng thứ nhất, phân hóa bò sát, phân hóa côn trùng, tuyệt diệt nhiều động vật biển. Hàng thứ 2, dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát. Hàng thứ 3, phân hóa cá xương, phát sinh lưỡng cư, côn trùng. Hàng thứ 4, cây có mạch và động vật lên cạn. Hàng thứ 5, phát sinh thực vật, tảo biển ngự trị, tuyệt diệt nhiều sinh vật. Hàng thứ 5, cột thứ nhất, cổ sinh. Cột thứ 2, Campri. Cột thứ 3, 542.
Cột thứ tư, phân bố lục địa và đại dương khác xa hiện nay. Khí quyển nhiều CO2. Cột năm, phát sinh các ngành động vật, phân hóa tảo. Hàng thứ sáu, cột một, nguyên sinh. Cột ba, 2500. Cột năm, động vật không xương sống, thấp ở biển, tảo, hóa thạch động vật cổ nhất, hóa thạch sinh vật nhân thực cổ nhất, tích lũy oxy trong khí quyển. Hàng thứ bảy, cột một, thái cổ. Cột ba, 3500. Cột năm, hóa thạch sinh vật nhân sơ cổ nhất. Hàng thứ tám, cột ba, 4600. Cột năm, trái đất hình thành. Qua bài học này, các em cần nắm vững. Thứ nhất, hóa thạch cung cấp cho chúng ta những bằng chứng trực tiếp về lịch sử tiến hóa của sinh giới. Thứ hai, trái đất trong quá trình hình thành và tồn tại luôn biến đổi, gây nên những biến đổi mạnh mẽ về sự phân bố của các loài trên trái đất, cũng như gây nên những vụ tuyệt chủng hàng loạt các loài. Thứ ba, sau mỗi lần tuyệt chủng hàng loạt, những sinh vật sống sót bước vào giai đoạn bùng nổ sự phát sinh các loài mới và chiếm lĩnh các ổ sinh thái còn trống. Câu hỏi và bài tập. 1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hóa của sinh giới. 2. Dựa vào đâu người ta phân chia lịch sử trái đất thành các niên đại? 3. Hiện tượng trôi giạt lục địa ảnh hưởng như thế nào đến sự tiến hóa của sinh giới? 4. Bò sát khổng lồ phát triển mạnh vào thời kỳ nào? Động vật có vú đầu tiên xuất hiện khi nào? 5. Khí hậu của trái đất sẽ như thế nào trong những thế kỷ và thiên niên kỷ tới? Cần làm gì để ngăn chặn nạn đại diệt chủng có thể xảy ra do con người? Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.